Thời gian gần đây, thông tin lan truyền trên mạng xã hội với nội dung đốt hàng tấn vàng mã trả lễ suốt 3 ngày tại đền Quan lớn Tuần Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương khiến người dân xôn xao. Thực tế cho thấy tình trạng đốt vàng mã số lượng lớn cũng diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Việc làm này không chỉ tốn kém tiền bạc mà còn gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm khẳng định, số lượng tiền vàng mã được tín chủ mang đến đền tranh là 100 bao với khối lượng khoảng 1,5 tấn. Ban quản lý di tích quốc gia đền quan lớn tuần tranh chỉ cho đốt 30 bao. Số còn lại được yêu cầu trở đi hóa tại các đền chùa, đình trên địa bàn và khu vực lân cận. Từ trước đến nay chưa có đoàn nào hóa nhiều tiền vàng mã như vậy. Không chỉ dừng ở việc đốt tiền vàng, nhiều người xính các sản phẩm hàng mã như nhà biệt phủ, xe hơi để biếu tặng tổ tiên, những người đã khuất. Những hàng hóa độc lạ như mỹ phẩm, bộ đồ đánh góp, gia nhập thị trường vàng mã để chiều theo nhu cầu của người dân. Sự phát triển của đời sống kéo theo việc đốt vàng mã càng trở nên phô trương, nặng tư lợi cá nhân. Chưa kể đốt vàng mã bất cẩn ẩn chứa nhiều hiểm họa. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian ứng dụng cho rằng, ngoài thiệt hại kinh tế, việc đốt vàng mã quá nhiều dẫn đến những hệ lụy như ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ. Tiến sĩ Trần Hữu Sơn nhấn mạnh, không nên vì tâm lý xem việc đốt vàng mã là tập tục tín ngưỡng của người dân mà e ngại khi vận động, khuyến cáo hay áp dụng chế tài quản lý Việc hạn chế đốt vàng mã ở các điểm di tích thuộc trách nhiệm của ban quản lý di tích cũng như cán bộ văn hóa địa phương. Tiến sĩ Hoàng Văn Trung, Viện Nghiên cứu Tôn giáo cho biết, ở Việt Nam, ba nhóm đối tượng đốt vàng mã nhiều nhất là cá nhân trong phạm vi gia đình, cơ sở tín ngưỡng dân gian như đền, phủ, miếu và cả một số ngôi chùa. Tiến sĩ Hoàng Văn Trung cho hay, đốt vàng mã với số lượng ít như một thói quen, một nét văn hóa thể hiện niềm tin, tình cảm với người đã khuất vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, những năm gần đây xuất hiện tình trạng ganh đua đốt vàng mã với số lượng rất lớn, gây hiểu sai về niềm tin tôn giáo tín ngưỡng, lãng phí tài nguyên, không khí, ô nhiễm môi trường. Tiến sĩ Trung nêu quan điểm, chưa có bằng chứng đốt nhiều vàng mã hay đốt thường xuyên sẽ trở nên giàu có, lợi lộc hơn. Tiến sĩ Hoàng Văn Trung phân tích, hiện đã có quy định cấm đốt vàng mã nơi công cộng, tuy nhiên chưa đủ. Việc cần làm là hướng đến hạn chế mạnh sản xuất và kinh doanh vàng mã, bằng cách áp thuế cao, dù đây không phải việc dễ dàng, những năm qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành một số văn bản chỉ đạo không đốt vàng mã trong các cơ sở thờ tự, di tích và lễ hội. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.